Thưa quý vị và các bạn, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ cho phép 4 doanh nghiệp viễn thông là VNPT, Viettel Mobifone và Gtel Mobile được xây dựng đề án xin cấp phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông di động 4G theo tiêu chuẩn công nghệ LTE và LTEA. Theo đó, các nhà mạng sẽ có một năm để thử nghiệm thiết lập mạng và dịch vụ. Mỗi doanh nghiệp chỉ được lựa chọn thử nghiệm tối đa tại 3 khu vực và phải đảm bảo được các yếu tố về vùng phủ sóng ở thành thị, nông thôn và có ít nhất một khu vực đã triển khai công nghệ UMTS 900MHz. Doanh nghiệp chủ động phân bổ hạ tầng mạng truy nhập vô tuyến, tuy nhiên số trạm thử nghiệm không vượt quá 100 trạm BTS trên một khu vực thử nghiệm. Sau khi thử nghiệm, doanh nghiệp tổng kết, báo cáo kết quả thử nghiệm, trong đó đề xuất rõ lộ trình, quy mô phạm vi triển khai 4G LTE, LTEA trong các giai đoạn tiếp theo. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra việc thử nghiệm trên thực tế của doanh nghiệp.